chào các bạn. Bữa nay mình làm món xào lông nướng mỡ hành. Giờ mình bắt lên mình luộc cho nó chín sơ qua. Rồi mình sẽ tách ra làm hai. Chờ 10 phút. Giờ mình sẽ đi cắt hành lá ha. Cắt hành lá để mình làm mỡ hành. Trời sướng rồi. Xong rồi bây giờ mình chờ xà lông chín thì mình sẽ phi mỡ hành. Bắt đi mi. Rồi để xe vô đi cho nó mát. Bây giờ mình chờ xà lông chín. Xà lông nó cũng chín nè các bạn. Giờ mình nhắc xuống mình làm mỡ hành cái ha, rồi mình sẽ tách nó ra làm đôi. Rồi.
ngọt nữa các bạn. Xong rồi giờ mình sẽ lắp tới xà lông ra ha. Tách ra sẵn như vậy nè các bạn, một chút để mình nướng ha. Xà lông là mình tách ra rồi nè các bạn, giờ mình sẽ đi nướng mỡ hành. Xin ra nước mưa rồi ha, đem xin ra rồi, trời nước mưa rồi, rồi chút qua đó đi. Thương hiệu lớn rồi mà bà giảm mở chi nhánh nhiều.
thương hiệu nhỏ nó mới mở chi nhánh nhiều, từ từ nó mới phát triển lên là còn còn lớn. Nha, có thể đi ăn nè. Hôm nay em có phi nó không dám, cái mấy tụi này mình không dám. Cứ mở một chỗ nó thành công rồi nó mừng. Mai làm thêm cái đi cái trường vắng thì vậy. Mai nó kìa. Nó canh gắt rồi hả? Hả? Ông canh gắt rồi đến vắng cũng cái dữ. Nè còn con kìa. Đây. Nè. Phải cho nó vàng vàng chút. Rồi mày dẹp cái chảo qua bên đi, lát mày gắt lên. Nó quạt thì cho nó nóng lên để mà nó ấy. Sôi nhiều quá. Lửa chưa? Nè, gấp đi, gấp hai này đi. Hai này. Để tao quạt cho nó hai màu. Đó, còn đó. Lấy cái về cây về gấp phụ đi, mấy cái giữa ra. Đưa từ từ vô đi để mình chở cái kiểu dằn người. Nó hút từ từ cho hết rồi cái hả, má cho nhà nó xấy nhà luôn rồi cho khỏi ai trông nữa. Thôi từ từ. Cái bà bên kia đó là bỏ ra cho bà Tư rồi.
dẫn dẫn cái đầu lên để chế. Lát nó cho nó hàng ngọc hả? Cái này chắc mấy con nhỏ nhỏ nó ăn chắc không sao. Mình khi nào mình ăn mình rải xà bông, rải đậu phộng luôn. Gian chưa? Nè. Con đi châu đốc nên con tặng cho con hai con khô sạch. Bởi vì ngày mai làm văn phòng cho nó ba ngày. Khô sạch nhà mình lâu nào ăn. Lâu lâu mà chọn khô dưa cho mình. Dưa chứ thay bà vừa, thay bà chín bà chiên hai con, bà chín thì ăn. Khô rồi nè chị. Mấy con này nè. Quạt đi, quạt đi. Má này là má. Má sẽ chết đó. Ăn nóng. Cẩm thì cũng rất bụ. Thôi rất chi. Cái tay nó tê nó chết. Để quạt rồi cho nó. Nó ngừng có cháy lên. Mình mời các bạn ăn xà lông. Ngoại lưu gừng nó ngon không? Lưu gừng xà lông. Mời ăn đi. Năm mùa qua mà. Giờ hai mẹ con mình ngồi ăn hai cái dĩa với lại một mẻ bạch tuộc lên. Mời các bạn ăn chung với mình nha. Nè, xà lông và miếng đậu phộng. Xà lông có đậu phộng. Đó, mình mời các bạn. Ở đó.
nè. May để về đây là chết thầy ơi. Cái này em uống sẽ muốn như nhìn này mà nè. Bởi vì nó kêu cái này sầu huyết nè. Trời mưa, trời đang mưa, mình vừa nướng vừa ăn ngon. Mưa ngứa mũi. Mình sợ là đau họng nhiều mà béo. Đúng nhân giả mà. Nhân giả Sài Gòn. Nhân giả Sài Gòn. Dân. Nướng má rồi. Xin chào các bạn.